tiếp tục lên sóng giới thiệu cho cô bác anh chị một căn nhà số Hồng riêng đã hoàn công thiết kế một trệt một lầu như biệt thự mini nhà có diện tích chiều ngang 8m rưỡi chiều dài 36m tổng diện tích là 273 mét vuông đây là khu vực phòng khách của căn nhà tầng trệt sẽ có phòng khách cực kỳ rộng có hai phòng ngủ tầng trệt và hai phòng ngủ ở tầng lầu tổng nhà này có 5 phòng vệ sinh trong bốn phòng ngủ thì đều có bốn phòng vệ sinh riêng ở trong phòng và một phòng vệ sinh ở ngoài phía đối diện đây dành cho khu vực phòng khách và view sân ở ngoài một căn nhà góc hai mặt tiền ngang 8 m rưỡi chiều dài lên tới 36 m nhà hai mặt tiền giá chỉ có 5 tỷ 500 triệu đồng là quý vị sở hữu một căn nhà sổ hồng riêng như thế này hai mặt tiền quý vị nhé Nhà này vừa ở vừa kết hợp làm kho làm xưởng được Nhà đã hoàn công Và có view sân phía trước cực kỳ rộng luôn Quý vị xem hết video Hồng Sơn sẽ quay chi tiết căn nhà này cho quý vị xem Và đây là con đường phía trước của căn nhà này Đường rộng 7-8 mét đấy quý vị nha Một con đường thông khá là lớn luôn Và đây là con đường ngược lại của căn nhà này Vị trí góc hai mặt tiền Đây là vị trí đường bên hông này quý vị này đường bên hông này rộng tầm khoảng hơn 4 mét chiếu quý vị nhé và đây là toàn cảnh mặt tiền bên hông chiều dài 36 mét phía hết căn nhà này đây quý vị nhà như một biệt thự quý vị nhé nhìn đây như một biệt thự một trệt một lầu trên cùng chủ nhà lợp ngói thái nhà có 4 phòng ngủ chính 5 phòng vệ sinh giá 5 tỷ 500 triệu đồng một mức giá cực kỳ rẻ cho anh chị nào đang có nhu cầu mua để vừa ở vừa kết hợp với làm kho làm xưởng nhà có địa chỉ tại phường An Phú thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương gần vòng xoay An Phú ngã 6 An Phú gần đường DT 743 gần chợ Đông Đô và gần với đường Liên Huyện khu vực đây thì giáp danh giữa thành phố Tân Nguyên và thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương vị trí hàng rào bên hông thì được chủ nhà làm mà sắt kiên cố che hết quý vị nhé, tạo một không gian thông thoáng để cho quý vị à, vừa ở vừa kết hợp làm kho, làm xưởng. Bây giờ mời quý vị à, ta vào trong tham quan chi tiết ở trong một con đường rất là rộng quý vị nhé, xe hơi, xe ô tô di chuyển thoải mái đây và xung quanh đây ở à, gần kín hết rồi, đây quý vị và đây là khu vực view à, sân của à, căn nhà này khu vực ở ngoài đây thì chủ nhà đã lập tôn che hết rồi quý vị nhé lập tôn che kín hết rồi di chuyển phía cuối là khu vực kê máy giặt phơi đồ và phòng vệ sinh ở ngoài mình sẽ vào trong đây quý vị ở đây thì được chủ nhà làm thêm hai lớp cửa một lớp cửa cuốn đức và một lớp cửa nhôm sinh kết hợp với kính cường lực sàn thì được chủ nhà làm sàn giá gỗ khá là đẹp quý vị nha nhà xây tường 20 đã hoàn công chính chính rồi nhà này thì chủ nhà đã về thành phố ở được vài tháng rồi hiện tại đang chống quý vị nha và quý vị có nhu cầu đi xem hãy liên hệ trước với Hồng Sơn để Hồng Sơn kêu chủ nhà lên mở cửa cho quý vị xem quý vị đang xem trên kênh YouTube nhà đẹp 2024 nhà đất Bình Dương chuyên nhận review mua bán ký gửi nhà đất khu vực tỉnh Bình Dương như thành phố Di An, thành phố Thuận An, thành phố Tân Uyên và thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đây là khu vực phòng bếp quý vị này. Phòng bếp ở khu vực này và có cửa đi bên hông ra khu vực sân phía trước đây quý vị nhé. Và phía sau đây còn một lối đi rộng tầm khoảng hơn 1 mét di chuyển ra phía sau là phòng vệ sinh ở ngoài. Còn hai phòng ngủ tầng trệt này đều có hai phòng vệ sinh riêng hết đây quý vị hai phòng ngủ tầng trệt một căn nhà có địa chỉ phường An Phú thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương tổng diện tích 273 m đây quý vị giá 5 tỷ 500 triệu đồng một căn nhà đã hoàn công rồi và đây là phòng ngủ thứ hai tầng trệt không có sử dụng tới nên chỉ để đồ thôi và có phòng vệ sinh riêng phía sau đây quý vị nhé quý vị xem hết video Hồng Sơn sẽ quay chi tiết cho quý vị xem từ vị trí này mình hình dung ra cái phòng khách này phòng khách di chuyển ra ngoài là khu vực sân đường phía trước có lộ giới khá là lớn và đường bên hông thì không có lộ giới quý vị nhé giá 5 tỷ 500 triệu đồng cho căn nhà 200 73 m vuông đã hoàn công như thế này một mức giá khá là tốt phù hợp với anh chị nào vừa ở vừa kết hợp làm kho làm xưởng và đây là phòng ngủ lầu trên này cái phòng ngủ này rất là rộng quý vị nha cực kỳ rộng luôn vừa ở vừa kết hợp với làm phòng làm việc phòng học tập trong đây là khu vực à, phòng ngủ này ở đây có giường tủ bàn làm việc máy lạnh này và có phòng vệ sinh riêng trong phòng từ góc quay này thì quý vị có thể hình dung ra phòng ngủ này rất là lớn quý vị nhé và đây là phòng vệ sinh riêng trong cái phòng ngủ thứ ba của căn nhà có vách ngăn kính cường lực giao nhau giữa phòng vệ sinh và phòng tắm quý vị quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh ấn chuông để nhận được những thông báo những video mới nhất mà kênh youtube nhà đẹp 2024 review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem. Quý vị có nhu cầu đi xem, liên hệ với Hồng Sơn qua số điện thoại trên màn hình 0983 155 009. Hẹn gặp vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú để đi xem trực tiếp căn nhà này. Và đây là phòng ngủ thứ tư, cũng có phòng vệ sinh riêng luôn nhé. Đây phòng ngủ thứ tư này. Phòng ngủ nào cũng rộng rãi và thông thoáng nhà xây tường 20 có cửa sổ bên hông luôn quý vị nhé đây là con đường bên hông rộng tầm khoảng 4 mét hơn 4 mét không có bị lộ giới và đường phía trước thì sẽ có lộ giới quý vị và đây là sân thượng phía trước này sân thượng dòng rãi đây video của Hồng Sơn đến đây kết thúc Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo